Vâng, em xin kính chào toàn thể các anh chị em và các cô, các bác, các chú yêu lan trên cả nước nhé. Hôm nay em tiếp tục lên một số lan rừng để bán vào giao lưu cho các bác nhá. Lên cho các bác hình số đầu tiên này. Một cái giò dáng hương tam bảo sắc nguyên bản nhá các bác nhá. Nguyên bản nhá. Đây. Nó có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn, bốn ngọn này. Bốn ngọn nhá. Ngọn này thì nó dài vừa to này. Đây. Như thế này nha các bác nha, hai cục nguyên bản nha, sau em buộc vào này, buộc một phát trên này và một phát dưới này thôi, về các bác tách ra cho em vẫn được nha. Một cục nguyên bản ba ngọn như thế này, có bốn bông hoa nha các bác nha. Bác nào muốn thì em để giá là 150.000 thôi, 150.000 nha. Đây, 150.000 nha các bác nha, 150.000 nha. Nó có cả cây chồn đây nữa này, có cả cây chồn đây nữa này. 150.000 cho hình số đầu tiên nha. 150.000 thôi. Hình số tiếp theo này, một cùng nguyên bản siêu đẹp nha các bác ạ. Cái dòng này nói chung là cái dòng này nó ở trên cây rất là cao nhá, không bao giờ ở dưới thất đâu. Nó ở độ cao khoảng chắc phải tầm 50 trở lên đấy, 50 nhá các bác ạ. Cái loại dòng này nó thích ở trên độ cao mà nó nắng to, phải có gió nắng to nhá. Cái dòng này thì là thân thì nó vàng như thế này, lá thì nó vẫn được. Nói chung là cái dòng này thì nó hơi héo một tí vì cái dòng này nó phơi nắng, nó ăn nắng trực tiếp. Loại này là loại chịu nắng cực kỳ tốt nha các bác nha. Chịu nắng rất là tốt luôn. Đặc biệt là cái loại này này, cái loại này của chú em là nó ở trên cao, nó phơi nắng đàng hoàng thôi. Chứ nó không bao giờ ở dưới thất. Đấy, một giò quá nhiều thân luôn. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn, bảy ngọn, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. 19 thân nhá, 19 thân có lá các bác ạ. Đa số là toàn thân tơ nhá. Cái này là nguyên bản từ rừng nhá. Đây mới chặt nhá. Mới chặt mới mới nha các bác ơi. Mới chặt mới mới nhá. Đây gọi là kinh thoa nhá các bác nhá. Kinh thoa, kinh thoa ở trong là cái hồng của nó tím, hoa vàng nhá các bác nhá. Một chậu như thế này, siêu đẹp nhá. Bán nó bắt giá là 220.000 nhá. 220.000 cho hình số 2 nhá các bác nhá. 220.000 nhá, cho cái giò kinh thoa nhá. Hình số tiếp theo này, một giò phi điệp vàng trồng trên cây tổ quạ nha. Rồi, súng xê cho các bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Được 18 ngọn nha, được 18 thân có lá như thế này nha. Trồng cây tổ quạ nha. Đấy, cây tổ quạ như thế này. Đấy, mà sau nó như thế này, nó bị lòi trong đây này. Hình số 3 nha. Bán nó mới thế để giá là 260.000 nha. 260.000 thôi. Rồi. 260.000 nha các bác nha. 260.000. 260.000 sau là các bác trả cước nó là rơi vào tầm 290 còn 300. Thế là về tới nhà là vượt tầm nha các bác nha. Cho hình số 3 nha. Hình số 4 này cũng là một giò hoàn thảo đùi gà này. Giò này cũng là nguyên bản từ rừng nha. Giò này các bác nhìn hơi sơ sài một tí. Nhưng mà nó nhiều hoa ấy. Đây. Nhiều hoa nhá. Một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa nhá. Thân hoa này nó bị gật nhá các bác nhá. Đây nó bị gật như thế này. Đấy, nó bị gật như thế này nhá. Hình số 4 nhá. Hình số 4 nhá. Cái dòng này cũng là phơi nắng nha các bác nhá. Bán nó muốn thì để giá là 150.000 thôi. 150.000 nhá. Nhìn nó hơi sơ sài tí thôi. Nhưng mà về đây, nó ra mần khá nhiều này. 1 2 3 4. Em thấy có 4 cái mần rồi. Tính cả hai cái này nữa là thành 6 rồi, 6 cái mần nhá. Một cục nguyên bản, một cục hoàn thảo đùi gà nguyên bản nhá. 150.000. Cho hình số 5 nhá. 150.000 nhá. Hình số tiếp theo. Hình số 6 này cẩn báo này. Thôi, hôm nay bán rỉa rồi, bán cho bắt đầu 100.000 thôi. 100.000 nhá các bác nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ngọn. Có 100.000 thôi. 100.000 nhá các bạn. Cẩn báo nhá. Cẩn báo 2 còn gọi là da báo ấy. Da báo loại này là hoa nó rất là bền luôn. 100.000 cho hình số 7 nhá. Hình số 8 này. Một cây tổ quạ này. Cũng to. Siêu đẹp nha các bạn nhá. Đây. Cây tổ quạ này. To siêu đẹp nha. Như thế này nhá.
Cây tụ quả này nói chung là không ai trồng vào tụ quả nhá, chỉ có chú em mới trồng vào tụ quả nhá các bạn nhá. Có 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng thế thôi, nó được tán thân có lá nhá, tán thân có lá trồng trên cây tụ quả như thế này. Cây tụ quả này thì các bác nhìn nó hơi vàng ấy, vì nó phơi nắng ấy các bác ạ. Phơi nắng nó hơi vàng tí nhá. Đây. Bán các bác giá là 200 000 thôi. Cây này bán rẻ là 200 000 thôi. Cho nó đi nhanh. 200.000 nhá, cho hình số 8 nha. 200.000 cho hình số 8 nha. Lên đâu bác hình số tiếp theo này. Một cục đùi gà tròn nha, hoàn thảo đùi gà tròn nguyên bản nha. Nguyên bản từ rừng đây, chập mới nha các bác nha. Chập mới này. Ở trong này nó có cây gì đây này. Đây, cây gì rất là to này, nó lạ lạ ấy, cái này là hàn rừng đây, nó lạ này. Rông rêu cái này là nó tự nhiên nhá. Nó tự nhiên nhá, không phải em đắp vào nhá. Nó tự nhiên nhá. Cây nó ở trên rừng già, rừng sâu, rừng già. Nên nhìn cây nó rất là dương xỉ này. Cây dương xỉ các kiểu nhìn nó rất là cổ thủ luôn. Một cây rất là cổ thủ luôn. Hoàn thảo đùi gà tròn nhá. Bán nó mua thêm để giá là 300 nghìn nhá. 300 nghìn này. Thằng em nó bảo bán 350, em nghĩ 350 thì hơi cao nên thôi. Bán 300. Các bác thêm tiền cước là tầm 40 nghìn nữa, rơi vào 350 là ok nha các bác nha. Một cái chậu, một cái giò đùi gà, hoàn thảo đùi gà cho nguyên bản từ rừng. Có một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa nha. Năm thân hoa nha. Nhưng mà thân hoa này nó bị gật nha các bác nha. Nó bị gật nha. Đây, nó bị gật như thế này nha. Nó bị gật rồi nha. Nó bị gật nha các bác nha. Bán cho các bác giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn cho hình số 9 nha. Nói chung là cái rừng hoàn thảo đùi gà tròn này là chưa biết mặt hoa, vì hạt rừng với chặt nguyên bản thế này, với chặt nguyên bản thế này chưa biết mặt hoa nha. 300 nghìn các bác ạ. 300 nghìn nha. Cho hình số 9 nha. Nó bị gật như thế này nhưng mà không sao nha, về vẫn nở hoa bình thường cho các bác luôn. Vẫn nở hoa. Nở hoa xong là các bác cắt thân gật này đi làm ok luôn nha các bác nha. Các bác có thể phun kích thuốc cho nó ra nhiều mần cũng được, vì cái chậu lan này rất là khỏe luôn. Hành số 9, 300 nghìn. Hoàn thảo đôi gạt cho. Hành số 10 này. Một cái giò hoàn thảo đùi gạt tròn này. Chậu này thì to nhá. Chậu này thì to nhá. Quay cho các bác xem thôi. Chậu này thì thằng của thằng em, thằng em nó bảo bán 1 triệu ấy. Bác nào mua được thì mua, còn không mua thì cứ để nôi thôi. Chậu này thì nó to. Đấy, nó to, nó vừa dài nhá. Nó có 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nhá, gần 30 chục thân nhá. Gần 30 chục thân có lá nhá. Còn thân hoa thì chưa đến này. Đấy, thân hoa rất là dài này các bác thấy chưa? Thân hoa của nó là 1 2 3 4 5 6 7. Có 7 8 8 nhá. 9 thân hoa nhá các bác nhá. 9 thân hoa nhưng mà săn lan này nó lại được hơn 20 thân nhá, gần 30 thân, gần 30 chục thân có lá cơ. Săn lan là 30 chục thân này nó sẽ nở hoa ấy, săn lan ấy. Săn năm ấy, tương lai săn năm nhá các bác nhá. Một chậu siêu to nhá. Thằng em nó bảo 1 triệu, cái chậu đấy thì 1 triệu cơ. Hành số 10 nhá, 1 triệu. 1 triệu đồng, bắt đầu mua thì mua, còn không mua thì cứ để nôi thôi. Hình số tiếp theo này, một cây tổ quạ này. 1, cũng là phi điệp vàng nhá. Phi điệp vàng là nó hoa vàng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 thân nhá. Cũng giá là 200 nghìn thôi. Cũng giá là 200 nghìn nhá các bác nhá. 200 nghìn nhá. Một cây tụ quạ nhá, cũng là cây tụ quạ 200 nghìn cho hành số 11 nhá. Cho hành số 12 nhá. 200 nghìn cho hành số 12. Hành số 13 này. Cũng là hoàn thảo đùi gạt tròn này. Cùng này cũng là nguyên bản nha các bác nhá. Nguyên bản. Loại nguyên bản này nói chung là rất là khỏe luôn. Về các bác mua cái chậu về đấy, các bác cứ đặt thế này xuống thôi. Cắt ngắn đi cho em nhá. Cắt đi cho em tầng này.
dùng máy cưa cưa yên cho em ngắn tí. Các bác đảm bảo chậu 30 30 hoặc 35 thì rất là ok nha. Cứ đặt tự nhiên thế này, sau này nó tự lên nhá. Cái này là thân nó rất là xanh, có khi là hoa tí đấy các bác ạ. Bắt đầu mới thiên để giá là 160.000 nha. 160.000 cho hành số 13 hoàn thảo đôi gan tròn. Nó là một giò nguyên bản từ rừng luôn. Hành số 14 này, một cái chậu kiểu vàng này, các bác nhìn siêu đẹp chưa? À, nói chung là đẹp nha. Quay trên màn hình thì nói chung là đẹp nha. Nhưng mà nhìn thực tế nó cũng bình thường thôi, nó cũng là một giò nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cũng bình thường nha. Một thân có lá, hai thân có lá, ba thân có lá, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân, tám thân, chín thân, 10 thân, 11 thân, 12 thân, 13 thân, 14, 15, 16, 17. 17 thân nha. Ai nó chỉ ngắn tân này thôi các bác nha. Ai nó ngắn được có 20 cm thôi nha. Được có 20 cm là 20 cm thôi. Một cái chậu kiểu vàng siêu ngắn siêu lùn nha. Siêu ngắn nha các bác nha. Đấy, gần 20 thân này. Hình số 14 nha. Bán các bác giá là 200.000 thôi. 200.000 nha các bác nha. 200.000 thôi. Để cho các bác mất 30 tiền cước là thành 230.000 là các bác sẽ sở hữu một giò kiểu vàng như thế này. Kiểu vàng là hoa trắng, cái hồng của nó vàng. Màu của nó siêu đẹp. Rất là đẹp luôn nha. Hình số tiếp theo này. Một cây kiểu diệp hàn đắt tiền đấy các bạn ạ. Hàn hiến, hàn đắt tiền nha. Loài này thì nói chung là nó ở chỗ rất là mát luôn. Bản lá các bác nhìn thấy cái lá nó rất là to này. Đó. Thấy chưa? To đẹp mà. Nó có một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm, sáu. Sáu thân thôi. Bắt đầu mua thì để giá là 220.000 nha. 220.000 nha các bác nha. 220.000. Vì cái loại này thì nó đẹp mà, cái loại thân to mà, cái loại kiểu diệp mà các bác đi tìm ấy, cái loại dài dài thân to như thế này thì ít có lắm đấy các bác ạ, ít có nhá, rất là ít có luôn. Rất là ít có nên bác nào mua thì mua, còn không mua thì em cũng để lại thôi. Đấy, siêu đẹp nha. 220.000 cho hành số 15. Kiểu diệp nhá, kiểu diệp rồi, kiểu diệp đấy đẹp mà. Hình số tiếp theo này, hình số 16 này. Cũng là một cục hoàn thảo ở dáng hương tam bảo sắc này. Có một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn, bảy ngọn. Được bảy ngọn nha. Nó có một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa, bốn bông hoa. Bảy ngọn, có bốn bông hoa thôi. Đấy, nó đẹp mà các bác. Cũng đẹp mà, nó cũng đẹp mà. Đây. Đây. Nó cũng đẹp nha. Nó cũng đẹp nha, nó không hề nhỏ nha. 150.000 cho hình số 16 nhá. 150.000 thôi. 150.000 cho hình số 16 nhá. Em bán thì không bao ship nên các bác thông cảm. Nếu bác nào yêu cầu bao ship thì thêm cho em 30 thôi. Thêm 30 bao ship. Có nhiều lúc người ta lại lấy 50 thì các bác cũng có thể không mất 20. Có thể là em sẽ mất 20 cho các bác luôn. Đấy, bác nào yêu cầu thì cứ thêm 30 cho em sẽ bao ship cho các bác nhé. Cả có giò to giò nhỏ các bác cứ thêm 30 là ok. Vì thường bây giờ cái giò to kia ấy, về cũng mất tầm 70-80.000 rồi. Có khi mất hơn trăm ấy. Hình số tiếp theo nhá, hình số 17 nhá. Cũng là một giò tam bảo sắc nhá. Đấy, một giò tam bảo sắc này, nhiều cây, siêu nhiều cây nha. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chục ngọn nữa, gần chục ngọn nha. Nó có 1 bông hoa, 2 bông hoa, 3 bông hoa, 4 bông hoa, 5 bông hoa. 5 bông hoa. Em thấy, em đến sơ sơ có 5 bông hoa nha. À, ghép vào cục dứa như thế này nha các bạn nha. Rồi. Nó gần chục ngọn cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thân. Bán cho 200.000. 200.000 cho hình số 17 nhá các bác nhá. 200.000 cho hình số 17. Lucky à. Đó này các bác này, anh trai vừa đào được hạt thủ ô nhá. Củ rất là to này. Củ to như thế này nhá. Cả mấy củ to củ nhỏ lẫn nhau thế này nhá, hạt thủ ô nhá. Bán có 80.000 một kg thôi nha các bác nhá.
Đấy, củ này thì chắc là cân mốt đấy, tần cân mốt và tần tán lạ này đấy nha. Củ rất là to luôn. Chưa, chưa được sữa. Đấy, anh trai ở đây nhá các bác nhá, anh trai nhá. Đấy, anh trai đi đào hạt u về này. Chỗ này thì cũng ít thôi, chỗ này thì chắc tầm 5-6 cân thôi. Bác nào thích hạt thủ ô thì ủng hộ nhá. Đây, cũng to này. Củ hạt thủ ô rất là to nha các bác nhá. Bác nào thích hạt thủ ô thì cứ liên hệ cho em nhá. Có 80.000 trên 1 kg thôi. Thường các bác mua ở chợ thì cũng phải rơi vào 100.000. Bán có 80 đó nhá. Bác nào thích thì bán cho 75.000 cũng được.